Giá heo hơi hôm nay, ngày 23 tháng 10, tiếp tục tăng giảm không đồng nhất ở cả ba miền trong tuần sau. Giá heo hơi hôm nay, ngày 23 tháng 10 từ 53.000 đồng mỗi kg đến 62.000 đồng mỗi kg. Hà Nội triển khai kế hoạch thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi heo theo chuỗi khép kín và xây dựng thương hiệu. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc cao nhất 61.000 đồng mỗi kg. Tại khu vực miền Bắc thị trường heo hơi điều chỉnh trái chiều dài rác ở một vài tỉnh thành. Trong đó, thương lái tại Hà Nội hiện đang giao dịch heo hơi với giá cao nhất khu vực sau khi tăng 3.000 đồng mỗi kg là 61.000 đồng mỗi kg, cùng với Hưng Yên. Trái lại, giá heo hơi tại Thái Nguyên ghi nhận giảm 1.000 đồng mỗi kg xuống mức 59.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giao động trong khoảng 58.000 đến 61.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 60.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 58.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 58.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 61.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 59.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 59.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 58.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 60.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 59.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 59.000 đồng mỗi kg. Hà Nội là 61.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 58.000 đồng mỗi kg, Tiên Quang là 60.000 đồng mỗi kg. Để tạo điều kiện, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi heo theo chuỗi khép kín và xây dựng thương hiệu, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thực phẩm Sạch Organic Green, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Chữ cho rằng, ngành nông nghiệp cùng với chính quyền các địa phương cần giả soát quy hoạch. Phát triển chăn nuôi heo, tăng tỷ lệ trang trại quy mô lớn, chăn nuôi thép kín, an toàn dịch bệnh, để giảm chi phí đầu vào, cùng với đó, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, tái đàn theo tín hiệu thị trường để cân đối cung, cầu, báo kinh tế và đô thị đưa tin. Thông tin về định hướng phát triển chăn nuôi heo của Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tạ Văn Tường cho biết, thành phố sẽ duy trì tổng đàn heo khoảng 1,8 triệu con. Thời gian tới, ngành nông nghiệp thủ đô tập trung phát triển theo vùng, xã trọng điểm, hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã xây dựng thương hiệu thịt heo. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên thấp nhất 55.000 đồng mỗi kg. Thị trường khu vực miền Trung, Tây Nguyên biến động trái chiều từ 1.000 đồng mỗi kg đến 3.000 đồng mỗi kg. Hiện tại, mức giá được ghi nhận tại hai tỉnh Đắk Lã và Bình Thuận sau khi hạ nhẹ một giá là 56.000 đồng mỗi kg. Thương lái tại Lâm Đồng đang giao dịch heo hơi ở mức 57.000 đồng mỗi kg giảm 3.000 đồng mỗi kg. Ở chiều ngược lại, Bình Định, Quảng Nam và Quảng Ngãi tăng 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg, đạt mức 60.000 đồng mỗi kg và 62.000 đồng mỗi kg. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 55.000 đến 62.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 59.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 57.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 57.000 đồng mỗi kg. Quảng Bình là 60.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 60.000 đồng mỗi kg, Từ Thiên Huế là 60.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 62.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 62.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 60.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 60.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 57.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắc là 56.000 đồng mỗi kg. Bình Thuận là 55.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 56.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam quanh mốc trung bình 56.000 đồng mỗi kg. Tại miền Nam, giá heo hơi tăng giảm không đồng nhất, mức tăng cao nhất 4.000 đồng mỗi kg. Theo đó, sau khi giảm 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg, thương lái tại Bến Tre và Cà Mau lần lượt thu mua heo hơi với giá 56.000 đến 57.000 đồng mỗi kg hai tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh điều chỉnh giảm 3.000 đồng mỗi kg xuống mức tương ứng là 53.000 đồng mỗi kg và 54.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó, theo ghi nhận tại Vũng Tàu, Bình Dương và Bình Phước, heo hơi đang được thu mua trung mức 57.000 đồng mỗi kg, tăng nhẹ một giá so với cuối tuần trước. Giá giao dịch tại các tỉnh thành gồm thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Tiền Giang đang giao động từ 56.000 đồng mỗi kg đến 58.000 đồng mỗi kg sau khi tăng 3.000 đến 4.000 đồng mỗi kg. Hai tỉnh Kiên Giang và Long An hiện thu mua heo hơi với giá 53.000 đồng mỗi kg và 59.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 53.000 đến 59.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 57.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 58.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 58.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 57.000 đồng mỗi kg. Tây Ninh là 57.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 57.000 đồng mỗi kg, Long An là 59.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 56.000 đồng mỗi kg, An Giang là 59.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 57.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 56.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 56.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 57.000 đồng mỗi kg. Tiền Giang là 56.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 55.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 54.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 56.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 53.000 đồng mỗi kg. Nhìn chung, giá heo hơi ghi nhận biến động trái chiều 1.000 đến 4.000 đồng mỗi kg trong tuần qua, hiện tại. Giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 53.000 đến 62.000 đồng mỗi kg.